Coca vô cùng bức xúc vì gia đình nhận nhiều lời tiêu cực sau đám cưới chỉ vì những thông tin sai sự thật. Nữ diễn viên nhấn mạnh, từ trước giờ em bị nói oan, nói ức nhiều rồi, em quen rồi. Và em hiếm khi nào giải thích hay đến chính. Nhưng lần này nói tới gia đình em, là em phải lên tiếng nha. Nên em nói ở đây, để sự việc này không có những thông tin sai lệch nữa. Sau chia sẻ của Coca, nhiều khách mời đã dự cưới cặp đôi và cả diễn viên Huỳnh Lập cũng lên tiếng bên vực cho biết họ được đón tiếp chu đáo, nhiệt tình chứ không chắc như tin đồn trên mạng. Một số người còn tiết lộ gia đình Puka tinh tế khi ưu tiên quan khách là họ hàng, bạn bè, được hát góp vui trước cả dàn sao VBIP. Những nghệ sĩ như Hòa Minh Di, BB Trần, Huỳnh Lập, Ngọc Phước vẫn vô tư quẩy cùng các khách mời nhà cô dâu. Puka sinh năm 1989, tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, được biết đến khi tham gia một số vở kịch hài của sân khấu thế giới trẻ, đóng phim điện ảnh, chạy đi rồi tính, yêu đi, đừng sợ, mùa viết tình ca, Ginh Tuấn Kiệt sinh năm 1994, từng học cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Vai Đức Mẫn trong siết công gia đình là số một giúp anh nổi tiếng hơn. Năm 2022, Dinh Tuấn Kiệt đoạt danh hiệu nam diễn viên truyền hình được yêu thích ở giải ngôi sao xanh với phim Suya hay Suya.